Ba con hốt đồ á, biến đi khỏi đây đi. Trời đất ơi, tôi đã cho ăn nhờ ở đậu, ăn cắp tiền của tôi là sao? Bác ơi, chắc có hiểu lầm rồi, bác điều tra lại đi chứ con không có lấy, con nói thiệt. Hiểu lầm cái gì? Chị Xui, chị bình tĩnh lại đi. Dù sao thì mình cũng là Xui gia với nhau mà chị. Chị phải xem xét cho kỹ chuyện này đi chị. Dạ đúng rồi bác, con là vợ sắp cưới của anh Thịnh, con cũng chuẩn bị làm dâu nhà bác rồi, làm sao mà con ăn cắp tiền của bác được? Con đâu có thiếu suy nghĩ tới mức đó đâu bác. Cô không lấy thì ai vô đây lấy? Hay là anh Thịnh lấy tiền của bác, làm công việc gì đó anh quên nói với bác á bác. Dạy. Con nghĩ sao cô nói tôi lấy tiền? Đúng là cái loại đàn bà ngu dốt. Chồng sắp cứu cô mà cô nói vậy đó hả? Hai cho con mấy người tham lam thì đổ qua tôi là sao? Bởi vậy hai người bị đuổi đi là đúng rồi. Tôi không ngờ ngày xưa tôi giúp cho hai mẹ con mấy người có cái cơ ngơi như vậy mà mấy người lại nói đối xử với cha con tôi như vậy. Mẹ con tôi với quê lên á, khổ sở quá trời luôn. Nếu mà không nhờ anh Xui giúp đỡ á, giờ không biết ra sao nữa. Nhờ anh mà tôi mới trả được hết tiền cái nhà với lại cái dãy nhà trọ nữa. Ơn này của anh á, tôi mang ơn suốt cuộc đời tôi luôn đó anh Xui. Dạ, ba cho con nắm tay cái nha ba. Ừ. Dạ, con cảm ơn ba vợ nhiều lắm. Con mà cưới được vợ con về là con đội vợ của anh đầu luôn đó ba. Bây giờ á, cha con tôi xa cơ thất thế, qua bên đây ở trọ nhà mấy người chưa tròn một tháng thì mấy người lại lật mặt. Mấy người lòng gan dạ thối như vậy á, cũng may là con gái của tôi nó chưa có về làm dâu của mấy người, chứ không á thì nó sẽ khổ suốt đời này luôn á. Hai cho con mấy người đi chưa? Hay muốn tôi lấy đồ tôi xúc mấy người đây hả? Hả? Hay tôi thả chó cho nhục nhã đi đây. Mình đi đi con. Đi đi. Đi đi. Làm như thê thảm lắm vậy đó. Khó ưa hả? Cố lên bà. Ba ngồi xuống đây ba. Anh An ơi. Anh An ơi. Số ba con mình sao á ba? Nhà chồng sắp cưới của con cũng phụ bà cha con mình. Bây giờ tới anh An, con gọi hoài không bắt máy. Nhưng mà giờ ba bệnh như vậy nè, con không biết làm sao hết. Mấy người đó sống tệ thiệt. Ngày xưa khó khăn, ba giúp người ta, mà để bây giờ người ta phủ với mình như vậy đó ba. Thôi đi con, đời của cha con mình nó bạc nên như vậy đó. Ba cố lên nha, đi ba. Ủa, chú Hiệp, chị, sao hai người lại ở đây? Cha con em bây giờ khổ lắm. Ba em bị bệnh sáng giờ mà em không có tiền mua thuốc hay là mua cái gì cho ba ăn hết. Nhưng mà điện thoại của anh, sao em gọi hoài anh không bắt máy? Cái điện thoại anh lo làm quá, anh để một bên nên là anh không để ý. Thôi hai người vô nhà đi rồi anh nấu gì cho chú ăn. Thôi anh ơi, cha con em ở ngồi ngoài này được rồi. Anh cho em xin ít đồ ăn với lại mấy viên thuốc cho ba em uống được không? Em không dám vô nhà anh đâu, sợ phiền anh lắm. Trời ơi, phiền cái gì không biết nữa. Chú Hiệp ngày xưa chú giúp đỡ anh từng nào, bây giờ anh giúp đại là chuyện đương nhiên thôi mà. Đi vô đi. Chú đi vô đi chú. Cái lẩu có chưa mà lâu quá vậy? Dạ, lẩu của quý khách có rồi ạ. Ủa? Để đó. Ủa, bữa nay cũng đi làm phục vụ rồi hả? Có bộ cũng hợp đó. Nhưng mà không biết là chủ của cái quán này nè, có biết cái mặt ăn cắp giặt của cô chưa? Thôi mà mẹ, cái ngữ tham lam này mới nói làm gì công. Nay có bao giờ sắp cưới con đây mà mất công có chuyện nữa. Quên, con dâu của mẹ là con của ông chủ nhà hàng khách sạn lớn, là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, chứ đâu phải cái thứ tầm thường mạt hạng như ai kia. Bác, bác ăn nói cho đàng hoàng, bác lớn tuổi rồi đó bác. Con chưa bao giờ ăn cắp tiền của ai hết, nên nói chuyện thì tôn trọng người khác xíu đi. Mày trả treo hả? Nè, cái tiệm này chỉ tiếp những khách lịch sự thôi, còn những ai mà gây sự á thì xin lỗi, tôi mời đi. Ê, tụi tao đi ăn hay là đi xin mày? Mày là thằng nào? Tôi là chủ quán ở đây. Bây giờ một là mấy người đi, hai là tôi báo công an vì cái tội gây rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự người khác. À, nói ra là mày đuổi khách đúng không? Tao quýnh giá một sao cho cái quán mày dẹp luôn. Mày nhớ mặt tao nha. Thôi được rồi anh, mình đi quán khác đi. Đi em, mình có tiền mà cần gì phải ăn quán này. Quán hồi rinh.
Đúng là bất lịch sự. Thôi, không có gì đâu em, tiếp tục làm việc đi. Con, rồi con về nói với cha mẹ con á, anh chị tính sao về cái chuyện đám cưới này? Con là con gái cưng của ba mẹ con, cành vàng lá ngọc, thì đương nhiên ba mẹ con không có nói gì nhiều hết. Cứ cái gì mắc nhất, tốt nhất, xịn sò nhất thì là chọn cho con thôi. Đời người con gái cưới có một lần rồi mà, đúng không? Con ở nhà là con đã thuê nhà thiết kế hàng đầu thiết kế váy cưới cho con rồi. Tại vì á, khách mời của ba mẹ con với lại khách mời của con toàn là giới danh nhân tài phiệt không à. Phải làm hoành tráng cho nở mày nở mặt chứ, đúng không? À, mấy cuốn sổ tiết kiệm nữa chứ. Phải nhanh làm đám cưới với con Nguyên. Nhà mình bây giờ mẹ con làm ăn thua lỗ, còn gánh nợ bài bạc ăn chơi của con nữa. Nhà cửa với nhà trọ được thuế chấp sạch sẽ, không còn khả năng trả nợ. Con Nguyên là vị cứu tinh duy nhất của mình. Con biết chứ, mẹ không cần phải lo. Con không bao giờ để vượt mất con mồi ngon lành này đâu. Đám cưới xong là mình sẽ có tiền trả nợ và đổi đời. À mà bác, ba mẹ con muốn biết là gia đình bên mình chuẩn bị sính lễ như thế nào rồi? Bác là dân kinh doanh, cho nên tiền của bác á, bác đầu tư vô làm ăn hết trơn à. Rồi đã vậy á, tính bác thì hay tốt bụng nữa, cứ người này mượn người kia mượn, rồi mượn xong cũng không có trả nữa. Nhưng mà nói thiệt á, bác cũng không có để con thiệt thòi đâu. Bác cũng gom góp hết rồi đưa cho con một số tiền để cho con á lo trước cái đám cưới, rồi sau đó bác gom được nữa rồi bác đưa cho con thêm. Dạ. Con giữ cái số tiền này đi để lo trước đám cưới nghe không? Dạ con biết rồi. Thôi thì nhà mình chuẩn bị được nhiêu đây thì con nhận nhiêu đây, phần còn lại á cứ để gia đình con lo. Nhà con thì đâu có gì ngoài tiền đâu, đúng không? Với lại ba mẹ con chắc chắn sẽ không để cho con thiệt thòi. Đám cưới của con nhất định là phải hoành tráng nhất rồi. Với lại nha, sau khi mà cưới xong rồi á, cuộc sống sau này của hai mẹ con bác cứ để nhà con lo. Trời ơi, chỉ cần hai đứa này nó đám cưới xong cái nha là mình tha hồ, mình hốt tiền luôn. Mẹ, có chuyện rồi mẹ ơi. Cái gì? Con Nguyên nó cầm tiền nó đi mất tiêu rồi. Con qua bên biệt thự bên nhà đó, người ta nói cái đó chỉ là thuê thôi. Trời ơi, tiền bạc của mẹ con mình thì nó cầm đi rồi sao mẹ? Con nói cái gì? Nó không thể nào nó đi được hết trơn đó. Nó không có đi được, có phải đi kiếm nó đi. Trời ơi, tiền bạc đi kiếm ở đâu bây giờ? Tiền bạc của mẹ mà. Mẹ gom hết tiền rồi mẹ bán hết vòng vàng rồi. Rồi mẹ cầm luôn cái nhà này, cầm luôn cái dãy nhà trọ rồi. Bây giờ tiền đâu trả nợ cho người ta? Con đi tìm nó đi. Tới hạn trả nợ rồi. Giờ tiền tôi tính sao đây? Giờ phải làm sao mẹ? Dạ cậu ơi, cậu cho tôi vài ngày nữa đi cậu. Tôi xoay sở rồi tôi đóng tiền cho cậu liền mà. Không có thư thải gì hết trơn á. Không có tiền á thì cái nhà này với cái dãy nhà trọ là của tôi. Mẹ con mấy người á, lo dọn đồ ra ngoài đi. Cậu ơi, tôi có căn nhà này thôi, cậu đừng có đuổi tôi đi rồi. Tôi lại cậu mà, tôi năn nỉ cậu. Không có tiền thì biến. Dạ, cậu ơi, tôi lại cậu. Anh ơi, đời. Cậu ơi, nhà này mà anh đuổi mẹ con em đi, lấy gì mẹ con em sống anh ơi. Biến, để mẹ con tụi mày. Anh ơi. Bà khùng hả? Ăn này cho bà đi luôn hay sao? Dạ. Cậu anh ơi, cho tôi xin bà về. Bà nhà bà làm gì vậy? Mới sáng sớm mà níu tiền cho con. Tôi đói quá à. Cho tiền đi. Cho tiền. Mua đồ ăn đi. Chi? Đúng là trời cao có mắt, quả báo không chừa một ai mà. Ngày xưa ba tôi giả nghèo, vậy mà hai mẹ con các người xua đuổi tôi. Bây giờ gặp cảnh này đúng là đáng đời. Chị ơi chị, anh biết anh sai rồi em. Anh biết anh sai rồi mà. Tình xưa nghĩa cũ mà em. Em giúp mẹ con anh đi chứ, mẹ con anh khổ quá. Thôi, anh im đi. Đến giờ này là hai người còn nhờ vả Chi hả? Trong cuộc sống của Chi bây giờ không có hai người đâu. Cảm ơn sự ruồng bỏ đó mà tôi mới gặp được Chi. Đúng rồi, anh An là chồng sắp cưới của tôi. Cũng nhờ phước anh bỏ rơi tôi mà anh An đã thương tôi, trân trọng tôi, quý tôi. Bây giờ ba tôi đã đầu tư cho anh An chuỗi nhà hàng lớn. Cảm ơn nha. Cảm ơn vì sự tồi tệ của hai người đã dành cho cha con tôi. Thôi mình đi ăn. Đói bụng. Cho tôi tiền tôi ăn mà, cho tôi tiền đi. Đói bụng. Mẹ, được rồi mẹ. Đói bụng quá. Được rồi. Đói bụng.
ở nhà đi mà con. Bà làm gì vậy? Tránh ra, tôi không nể mặt bà đâu đó. Đi ra. Quốc ơi, ở nhà đi mà con. Hôm nay là 23 Tết, con ở nhà ăn cơm quây quần gia đình với ba một bữa cho ba ngon mà con. Gì? Quây quần gia đình hả? Hả? Bà nên nhớ là bà chỉ là dì ghẻ của tôi, chứ không phải là mẹ tôi đâu. Mà phải đặt nói tiếng gia đình. Bỏ ra. Cái gì mà ồn ào vậy mình? Dạ Quốc nó có hẹn với bạn ăn tất niên rồi. Chắc là quan trọng lắm nên con nó mới đi rồi. Cái thằng này, bộ nó không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao? Thiệt tình. Thôi mình đừng có buồn con mà. Chắc là con nó cũng lớn rồi, nó cũng có công việc quan trọng của nó. Mình đừng có rầy nó hoài nha. Thôi để tôi vô tôi dọn cơm rồi tôi ăn với mình nha mình. Thì mình vô dọn đi. Mới. Nói chung là hôm nay chú Quốc hay. Ngày đưa ông Táo về trời mình vẫn trốn đi nhậu nữa. Thế là vui rồi đúng không? Hôm nay bà dì gái mày thay cản mày. Trời, con mày đừng có nhắc bả giùm tao một cái. Bả là dì ghẻ của tao. Mà tao tưởng nó bả má đâu không ấy. Thôi, vô cái lại đi. Em mới. Cứ mỗi lần nhắc tới bả là anh bực mình à. Với lại hôm nay á, Giao mời mà. Đúng rồi. Làm sao mà tụi tôi không tới cho được. Anh á, cái ngày vui như vậy á, mà cứ nóng giận hoài à. Với lại á, tôi nghĩ là hôm nay Giao mời. Vậy thì Giao thừa năm nay á, tổ chức ở nhà anh Quốc đi. Tôi với anh Quốc mời lại, được không? Okay. Chuyện nhỏ. Vô. Nè, cho tao đổi coi. Ngon quá nha. À, dì ơi, dì cho tụi con mấy cái ống hút nha. Ở trên thành phố quen uống ống hút rồi. Em thử coi. Cảm ơn dì. Dì, mấy món này ngán quá. Cho con xin một chén ớt nha. Cảm ơn dì. Ôi. Rồi bà đứng đó nhìn gì nữa? Mang canh vô trong nấu khác mẹ ở đây. Thiệt là tình, nhờ nấu mấy món đãi khách cũng không xong. Rồi thấy chưa, nãy mà em nghe lời anh á, mời thử canh là giờ em câm luôn rồi đó. Ôi, năm rồi, uống đi. Bực cả mình. Có bất tử uống kỳ vậy. Vô đi. Vô. Tôi đầu tôi không một giây nè. Ở đây không có ai say hết trơn á. Ê nhưng mà này. Hôm nay đầu năm rất là vui. Đúng rồi. Thứ nhất là cảm ơn anh Quốc đã mời chúng tôi cái buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ nhậu xong lại đi về buồn không? Buồn. Kiếm trò để chơi. Ok không? Ok. Bây giờ ai có ý kiến gì không? Tôi. Nói xem. Đi biển. Bây giờ thử tưởng tượng nha, bốn đứa mình, hai cặp chở nhau đi ra ngoài biển. Trời ơi, nó thích lắm luôn á. Vừa mát vừa lãng mạn. Đúng rồi. Đi. Khoan. Mà tôi thấy giờ ai cũng say hết rồi, nhắm được không? Hỏi. Hiểu. Trời ơi mà, lo cái gì? Bà chỉ được cái lo Thảo thôi nha. Hai ông này nổi tiếng ngàn ly hổng sai đó. Đúng không anh yêu của em? Đúng rồi em yêu. Dăm ba cái này có nhầm nhỏ gì đâu. Thôi bây giờ mình chốt vậy đi. Tôi với Sơn đua ra biển. Đua coi, tôi với Sơn ai là người tới trước. Trời không? Vậy thì tự làm kiểu độ đi. Trời. Kiểu độ đi. 5 triệu cho anh yêu của em. Ôi. Bà sao tôi vậy? Đó. Chưa. Ok. Đi. Đi. Mấy đứa ơi, giờ này còn đi đâu nữa vậy? Nguy hiểm lắm. Không mệt bà quá. Ai cho bà cái quyền cấm cản tụi tôi vậy? Hả?
mệt. Đi tụi bay. Đúng rồi, đi đi. Đi đi. Thôi, thôi đi. Thôi anh, đi. Đi biển, đi biển. Ông. Gì vậy mà? Nhanh, hoành xe, chở tôi đuổi theo thằng Quốc liền, đi liền mới kịp. Nhưng mà có chuyện gì? Trời ơi, lên xe đi rồi từ từ tôi kể, chỉ có ông khuyên được nó thôi đi. Ơi. Ta ra ta báo nha. Ai là người nhà của bệnh nhân Quốc? Tôi là ba của nó nè. Dạ, còn tôi là má nó. Bác sĩ ơi, tình trạng của con tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình của Quốc hiện tại rất nguy kịch. Chúng ta cần một số lượng máu lớn để tiếp tục phẫu thuật. Lấy máu của tôi đi, tôi là ba của nó nè. Khoan đã, nhưng mà máu của Quốc á, thuộc dạng máu hiếm, cho nên là ngân hàng máu của chúng ta không đủ. Bây giờ hai người vào đi xét nghiệm, xong rồi nếu mà ai mà hợp máu thì chúng ta sẽ hiến. Ok. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đi. Mình ơi, Mình ơi, sao có mình? Kết quả rồi sao? Máu của mình không có phù hợp với con. Để tôi vô tôi hiến máu cho con liền nha. Ê Minh, đâu có được. Bệnh của mình sao mà hiến được. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Thôi không được đâu. Đâu. Nhưng mà bây giờ tính mạng của con quan trọng hơn. Cứu người như cứu quả. Không được đâu. Ông để tôi. Minh, Minh. Hả? Mày đối xử tệ bạc với bà như vậy hả? Tao ngu chìm quá biết mẹ hư rồi. Tao biết hết nhưng mà tao làm bộ như không biết thôi. Được rồi. Mày muốn tự do chứ? Tao cho mày tội nguyện xuất viện lập tức cuốn gói ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con mất dạy với mày. Cái gì? Ông dám bỏ tôi không nhà?